rồi. Và clip của phần 1 mình đưa lên rất rõ. Em không xem, em không chuẩn bị, em không luyện tập, em không để là em thua ngay. Rồi, từ phần 2 đến phần 3 và phần 4 là mình đã gửi một số đề thi rồi. Một số đề thi chính thức lên nhóm học chính thức. Học chính thức, dĩ nhiên mỗi nhóm sẽ mỗi cái khác nhau. Mỗi nhóm sẽ mỗi cái khác nhau. Và mỗi nhóm chính thức sẽ có mỗi nội dung học và thi chính thức khác nhau. Mình đã đưa lên, các bạn phải xem. Đừng có đùa, đừng có đùa nha, các bạn lưu ý ha. Và bài thi nói các bạn nhớ rằng là đi thi nói sai ngữ pháp là bình thường, sai phát âm là bình thường. Vậy người ta chấm cái gì thưa các bạn? Người ta chấm cách truyền tải ý tưởng, chấm cách truyền tải nội dung. Em phải tải được, em phải tải được ý tưởng của em cho người ta hiểu, em phải tải được cái nội dung trọng tâm cho người ta hiểu, chứ không phải ngồi nhí trong cái miệng là không ổn. Nhớ nha, các bạn nhớ nhé. Rồi, các bạn nhớ này, các bạn nhớ cái này. Bạn có thể nói sai ngữ pháp, bạn có thể nói sai phát âm, nhưng ngữ pháp của mọi người phải chính xác. Ở thêm một khía cạnh như sau. Thầy dùng là ngữ pháp của mọi người một cách chính xác có nghĩa là sao? Hồi nãy thầy nói là gì? Ngữ pháp sai là bình thường đúng không? Sẽ bị mâu thuẫn với các bạn ngay. Một số bạn sẽ, ủa thầy nói gì mâu thuẫn quá vậy? Hồi nãy thầy nói sai ngữ pháp là bình thường. Đúng, sai ngữ pháp là bình thường. Nhưng em sai những cái cơ bản nó không chấp nhận được. Em sai những cái cơ bản nó không chấp nhận được. Mọi người ha, mọi người lưu ý nhé. Rồi, và cố gắng là đi thi nói em có thể ờ là bình thường, nhưng đừng ờ quá nhiều, mà em phải có một cái ngữ điệu thật to, một cái ngữ điệu lên xuống thật rõ ràng, chứ không thể nào ngồi nhí và mong người ta cho mình điểm được. Được chưa em ạ? Rồi, bây giờ các bạn lưu ý. Bây giờ chúng ta sọc phần nói một. Thì xin thưa mọi người, phần 1 nó có cái clip phần 1 riêng mình có đưa lên cho các bạn. Và mọi người nhớ rằng là đi thi phần 1 mọi người sẽ bị hỏi 3 câu. Và 3 câu mỗi câu mọi người sẽ trả lời trong vòng 30 giây. Ví dụ câu hỏi đầu tiên nó nói gì với các bạn? Tell me about your typical day. Hãy nói cho tôi nghe về cái hoạt động hàng ngày của bạn. Vậy mình sẽ nói. Mình nói rất bình thường, mình nói rất sinh viên cho mọi người xem. Mình nói rất sinh viên cho mọi người xem. Yes, I usually get up at 6 a.m. and then I brush my teeth. And after that, I have pho or noodles before I go to school. And I go to school to learn up to 5 p.m. I go home and I sleep. Tôi nói rất bình thường và cái typical day chỉ hỏi về hoạt động hàng ngày của em. Và 30 giây em nói cao lắm 6-7 câu. Đúng mọi người, 30 giây em nói cao lắm 6-7 câu. Nhiều bạn soạn nguyên một nội dung như thế này mọi người. Rồi đi thi làm sao? Không, mọi người cầm tài liệu vào để nói. Cỡ soạn, what did you do yesterday? Ngày hôm qua bạn làm gì? Cố gắng. Yesterday I just stay home and I watch TV. Yeah, because I love watching TV so much, so I spend 3 hours watching action film and a cartoon film, and then I went shopping. I went to Vincom with my boyfriend. Tôi nói ngày hôm qua tôi nhẹ xem TV, tôi xem 3 tiếng đồng hồ, sau đó tôi đi shopping mua chuối với bạn trai của tôi. Các bạn nói sao kệ các bạn, chẳng ai gò bó mọi người cả. Hỏi số 3. Hỏi số 3, bạn hỏi ngẫu nhiên mà. Hãy nói cho tôi nghe về cái bữa ăn trong quốc gia của bạn. Nhiều bạn nói, nhiều bạn rất lăng tăng. Nhiều bạn đã thi về hỏi thầy ơi, em thấy người ta dùng chữ typical rất là nhiều. Typical rất là nhiều và em đang bị rối chữ này thưa thầy. Trên mạng nó là typical meal là bữa ăn điển hình. Như là bữa tiệc gia đình, bữa tiệc cuối năm, bữa ăn đám giỗ, bữa tiệc cưới. No, typical meal là cái bữa ăn thông thường là được. Vậy có nghĩa rằng trong Việt Nam của mày, mày ăn bao nhiêu bữa ăn một ngày, và những món ăn đó ăn cái gì, mọi người ngồi ở đâu, mọi người làm cái gì khi mọi người ăn. Thế thôi. Vậy tôi sẽ nói. Yes, in Vietnam, we have 3 meals a day. We have breakfast,
lunch and dinner, and for every meal, people often eat chicken, fish, vegetable, beef, soup, and something else. The food is on the table. People eat and people talk together. Tôi nói rất bình thường, tôi nói rất dở, tôi chưa bao giờ dám tự hào tôi nói hay cả. Nhưng hãy nói được giống như thầy để làm gì vậy? Ít nhất trên 40 điểm trở lên. Nói chẳng có thằng nào được 46, 48, 50 điểm đâu. Thậm chí mình đi thi cũng vậy. Mình thi đến lần thứ hai mình mới được bằng C mọi người nha. Đề giảng viên. Và hai lần nói của mình cũng ngừng lại ở 44 điểm. Một người giỏi cực kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh đến bây giờ vẫn là 46 điểm. Chưa ai chạy qua được 46 điểm đâu. Rồi, cho nên ta 42, 44 điểm là tuyệt vời là xe rồi. Rồi, bây giờ như vậy, phần 1 là ba câu ngẫu nhiên ha. Phần 1 có clip riêng rồi mọi người ha. Rồi, bây giờ phần 2 đi vào. Từ phần 2 đến phần 4 là mình thi trên một đề thi chính thức thưa mọi người. À, nhóm của bạn hình như có 6 hay 7 đề thi gì thầy chẳng nhớ. Nhưng thầy để nôm nôm vậy đi. Rồi, bây giờ đề số 1 tiếp theo. Của đề trong nhóm các bạn đang có đúng không? Đề tiếp theo. Rồi. Bây giờ phần 2 là đi thi như hướng dẫn, là đi thi sẽ mô tả một bức hình và trả lời hai câu hỏi liên quan về bức hình. Mỗi hoạt động là 45 giây. Mô tả bức hình 45 giây. À, có 3 người già, hai nữ, một nam đang ngồi nói chuyện trong phòng khách. Rồi, trên cái bàn có 3 ly nước. Này có 3 cái ly nước đúng không? Có 3 cái ly nước. Rồi sao nữa? Và cái phòng khách có cái cửa sổ, có cái cửa sổ và rèm cửa, và rèm cửa đúng không? Và cái rèm cửa. Rồi, và ba người này cười rất hạnh phúc. Nhưng mà hỏi mình như sao thầy ơi, thì nó là mô tả bức hình, nhưng hình của thầy đâu rồi thưa thầy? Hình là bản quyền, mình chẳng có cái bản quyền này đâu các bạn. Hình là bản quyền, thầy mà có bức hình bản quyền này thầy làm giàu lâu rồi. Cho nên mình làm gì? Mình phát thảo bức hình ra, nhắm mắt lại đi. Ba người đang ngồi trong một căn phòng này, đây là phòng khách trắng luôn, có cái cửa sổ, có cái rèm cửa này, rồi có 3 ly nước trên bàn này. Ba người này đang ngồi trò chuyện với nhau, họ cười rất là hạnh phúc này. Như vậy để mô tả bức hình, để nói về bức hình thì câu cửa miệng là gì vậy các bạn? Câu cửa miệng là look at the background, đúng không? Look at the background. I see there is a cái gì mọi người kể ra. Nhưng nhớ sau khi kể ra rồi, dùng cho thầy thì tiếp diễn để nói về cái hoạt động của đối tượng trong bức hình. Đó là cái rất quan trọng các bạn phải làm được. Vậy mình sẽ làm thử cho mọi người xem. Look at the background. I see there are 3 people. One man and 2 women, and they are sitting in the living room, and this is a very beautiful room. I see the window and the curtain of the window, and they are drinking something, because on the table I see there are 3 cups, 3 glasses, and they're smiling happily. Mình nói từng câu, chứ mình không có nói nhanh, mình không tới, nó chẳng chấm được đâu. Có ngữ điệu, có lên xuống rõ ràng giùm mình cả. Mình nói kiểu khác. Look at the background. I see there are 3 people. Yeah, 1, 2, 3, and 1 man and 2 women. And I think they are friends, and they are sitting in the living room. And I also see the window with the curtain of this room. And beside that, I see there are 3 glasses. They are drinking, and they are smiling, and they are talking happily. Mình nói rất bình thường. Không có một sự bài bản, không có nội dung nào được soạn ra đây cả. Đúng rồi. Rồi câu hỏi tiếp theo là gì ạ?
À, đến thời 45 giây. Ê thằng kia, mày thường gặp bạn của mày khi nào và ở đâu? Đúng không? Nhưng mà mình lại tiếp tục nói thôi. Mình sẽ nói sau mọi người. Yeah, I often meet my friends on weekends. I mean, mình lên giọng mà. I mean, on Sunday, we don't go to school. We go to the coffee shop. Or we go to Vincom Shopping Center. We go there to drink coffee. Or we go somewhere to watch film. Or we go shopping together. And we feel so happy if we do the things together. Cái tôi gặp bạn của tôi là vào các ngày cuối tuần, thứ bảy, thứ sáu, chủ nhật đó. Nhớ, vì yêu cầu 45 giây cho mỗi hoạt động. Chính vì vậy bạn phải biết kéo dài, bạn phải biết kéo dài cái cách nói này. Bằng việc gì vậy? Bằng việc trả lời thêm các thông tin về when, rồi how far, trả lời ra càng nhiều càng tốt. Cố gắng trả lời liên quan là được. Sau 45 giây đó, các bạn sẽ bị hỏi một câu khác, lại tiếp tục 45 giây. Đúng không? À, tại sao một số người có nhiều bạn hơn một số người khác? Tại sao một số người có nhiều bạn hơn một số người khác? Vậy, nghe đây kính thưa các bạn. Những hỏi là why, em phải nói được như sau. I have some reason to say why. Why, đọc hỏi xuống rồi em nói lý do đầu tiên là rồi lý do thứ hai là đi thi. Em phải nói được hai lý do này nếu em muốn điểm cao. Còn em muốn tàn tàn thì em khỏi cần theo hướng dẫn của thầy làm gì cả. Em hiểu sao em nói vậy? Vậy mình soạn thử câu này. I have some reason to say why some people have friends than others. The first reason is that some people are really friendly and easy to make friends. I mean, they are willing to make more friends and help each other. Right, and help each other. Right. The second reason is that they may have more free time. Some people may have more free time to make friends with others. They don't go to school or work all day. So they can have more free time for their relationship. Tôi nói rằng có nhiều cách nói. Tôi chẳng bao giờ bắt buộc các bạn học đáp án này cả. Mà mọi người học cũng chẳng được, bởi vì quan điểm và cách nói của mỗi người là mỗi khác, đúng không ạ? Tôi nói rằng là có một vài lý do để nói tại sao một số người là có nhiều người bạn hơn những người khác. Lý do đầu tiên tôi nghĩ rằng là một số người họ rất là thân thiện và dễ dàng kết bạn với những người khác. Lý do thứ hai là họ rảnh rỗi hơn, họ không cần đi học, không cần đi làm, cả ngày cứ ở nhà tà tư, cho nên bạn bè của họ quá chừng. Thôi, quan điểm tôi như thế, tôi nói lại. Yes, I have some reason to say why some people have more friends than others. The first reason is that some people they are really friendly and they are kind. They are easy to make friends and help their friends. So they find it easy to make more and more friends every day. And the second reason is that the people may have much free time. They don't go to school. They don't go to work. They stay home and they like to open their relationship. Tôi soạn một cách, tôi nói một cách để mọi người thấy rằng là đây không phải là đáp án của hội đồng.
mà đây là đáp án của cách hiểu, đây là cách nói của từng người. Giống như viết vậy đó, không có đáp án chính thống. Yeah. Đó là phần 2. Bây giờ phần 3. Phần 3 thì mọi người mô tả hai hình, mô tả hình và là vào 45 giây. 45 giây. Rồi, hai hình 45 giây, phần 2 một hình cũng 45 giây. Các bạn nhớ này. Phần 2 một hình cũng 45 giây. Phần 3 hai hình cũng 45 giây. Đúng không các bạn? Mọi người xem đây. Nó có hình bên trái và hình bên phải. Hình bên trái là một người đàn ông mặc áo xanh, ông ấy đang ngồi trong nhà bếp, trên bàn có lon đồ hộp và tô mì gói. Mình chẳng biết lon đồ hộp là cái gì. Bỏ qua. Đúng không? Rồi. Tô mì gói biết là nói, đúng không? Rồi và đang ngồi ăn một mình. Đây, đang ngồi ăn một mình. Rồi. Yeah. Bên phải là một người đàn ông đang đứng trên nhà bếp và đang cầm cái chảo và trên bàn có các loại rau củ khác nhau và có vẻ là đang nấu ăn một mình. Đấy, một mình. Rồi, bắt đầu. Yeah, được chưa? Vậy bây giờ để mô tả hai bức hình mình sẽ nói gì mọi người? Look at the background. Look at the background. Đúng không? I see there are two pictures. Đúng mọi người ạ. The picture on the left. The picture on the left. Ba la la la. Rồi sao nữa? The picture on the right. Ba la 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 la. Thì các bạn phải nói được cái bên trái 20 đến 22 giây. Cái bên phải 20 đến 22 giây, còn 1 giây còn lại để thở. Và mình nói thử. Nó rất chậm. Just look at the background. I see there are two pictures. The picture on the left. I see there is a man. The man is wearing a blue t-shirt, and the man is in the kitchen. And the man is sitting at the table. He is eating noodles. I think so. He eating salad. And the picture on the right, there is a man. The man is in the kitchen too. And the man is having a pan and some kinds of fruit and vegetable on the table. Maybe the man is cooking something. Đó, mình phải nói được những cái ý chính như thế. Đúng rồi. Vậy mình không có đáp án đúng và sai, các bạn chia đều ra. Mình ở nhà, dĩ nhiên là khi mình dạy nó sẽ khác. Ở nhà các bạn có cái công cụ này các bạn ha. Ở nhà. Rồi. Các bạn đợi mình tí. Rồi, ở nhà mình có cái công cụ bấm đồng hồ này nè. Bấm đồng hồ này, các bạn bấm tít rồi mọi người chạy đó mọi người nó đó. Mình canh mình điều chỉnh thời gian. Thay vì mình ngồi chờ và chờ cái ngày ông thầy giới hạn đề, bỏ câu chuyện đó đi. Chờ ngày ông thầy giới hạn đề, bỏ câu chuyện đó đi. Thầy nói thật, bỏ câu chuyện đó đi. Đúng không? Mình đi tìm cái cách để mình luyện tập và tìm cái điểm chung mà ông thầy dạy, đó là những cách như thế này. Rồi bây giờ câu hỏi này. Đề này là đề dạng mới. Appeal là gì? Chữ appeal nghĩa là gì ạ? Nghĩa là gì ạ? Là thuyết phục, rồi cái hấp dẫn, rồi cái lôi cuốn. Hãy là sao ta? Việc ăn đồ ăn theo kiểu mà ăn đồ ăn nhanh, ăn đồ hộp mì gói và ăn các loại rau củ quả, nó có những cái sức lôi cuốn nè, nó có những cái độ hấp dẫn nào vậy? Đấy, mọi người nhớ như thế này. Nếu câu hỏi, nhớ này, nếu họ có chữ these, nhớ nhé, these, có thể là these places, có thể là these places mọi người ạ, these places, đúng không? Rồi đi things, đúng không? Đi food, đúng không ạ? Mọi người ha, rồi. Đi food, đấy.
Rồi, nhớ nhé, các bạn lại cả hai bức hình, được chưa? Rồi, nếu có hỏi có chữ này benefit, nhớ đi, advantages, rồi difficulty, no, rồi các bạn nói lại cả hai bức hình, nói lại cả hai bức hình, nha. Mình đang rất rõ từng nội dung mọi người nghe. Rồi, như vậy bây giờ mình nói bài là ăn mì gói đồ hộp, nó có những cái điểm lôi cuốn, nó có điểm hấp dẫn nào vậy. Rồi ăn rau củ quả thì nó có những cái sự hấp dẫn nào vậy, đúng không? Và mình sẽ nói, rồi mình sẽ nói mọi người ha. Ok, let's say mình sẽ nói nè các bạn, nghe kỹ mình nói nè. Yes, I think when we eat noodles, đi gặp lại. I mean the picture on the left. Ý tôi là bức hình bên trái. I mean the picture on the left. It's very easy. I mean, we don't have to cook. We can save lots of time. We just open it and pour the hot water and then we eat before we go to school or we go to work. It's very convenient. And when we eat different kinds of food, different kinds of vegetable, I mean the picture on the right, is it good? Good for our body. We can have the beautiful skin. We can be more, we can feel happier. We can feel stronger. We can feel healthier to work and to study every day. Tôi nói rằng cái việc ăn mì gói, ăn đồ hộp, ý tôi là bức hình bên trái, điều đó nó rất là tiện lợi, nó rất là dễ dàng và nhanh chóng. Chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian, không cần phải nấu nướng quá nhiều. Còn việc ăn các loại rau củ quả khác nhau, nó có cái điểm hấp dẫn, đó là nó mang lại sức khỏe tốt. Chúng ta sẽ có làn da đẹp, sức khỏe ta sẽ tốt hơn và ta sẽ năng động hơn để học tập và làm việc mỗi ngày. Đó là cách mình mô tả cái và nói về cái appeal của từng bức hình. Rồi bây giờ hỏi này, câu hỏi này nó hỏi lại là câu hỏi tại sao, các bạn thấy không? Lại là câu hỏi tại sao? Tại sao? Cần phải suy nghĩ, cần phải đắn đo về những cái gì mà chúng ta ăn. Có nghĩa là sao? Mỗi ngày chúng ta ăn cái gì, chúng ta cần phải suy nghĩ, chúng ta cần phải hiểu về những cái đồ chúng ta ăn. Ý nó là vậy đó. Vậy, cho nên thầy nói gì? Đề mới kể nó, còn cái khuôn mẫu, cái cách nói vẫn như nhau. Đã là hỏi why thì em phải nói được cái khuôn mẫu này, đúng không mọi người? I have some reason why it's important to think about what we eat. The first reason is that. The second reason is that. Mình sẽ soạn câu này, đúng không? Lý do đầu tiên là gì ạ? Là we can feel comfortable to eat the food we like, we never feel bored with all kinds of food. Hay dùng chữ with bình thường nha. The second reason is that, lý do thứ hai là gì? we need to consider the types of food and the importance of food, so that we can feel healthier every day. Yes, I have some reason to say why. Why is it important to think about what we eat? The first reason is that we can feel comfortable to eat the food we like. I mean, the food we choose, we never feel bored. And the second reason is that we can protect ourselves
We consider the food, we consider the types of food every day. So is it good for our body? Is it good for our mind? We can work well, we can study well every day. Đấy, cái cách mình nói, cái cách mình phản biện nó phải như thế. Chứ đi thì I have some reason to say why is it important to think about what we the first reason is that we can. No, chúng ta không bao giờ nói được. Buồn cười hơn nữa là gì ạ? Một số hội nhóm hiện nay nó soạn một cái đáp án bằng Google dịch á, nó soạn dài lắm, nó quăng lên, nó đây là nội dung thi nè, thầy chấp mọi người luôn, chấp mọi người đề đó đề thi luôn, chấp thầy dùng chữ là chấp đề đó đề thi luôn, rồi sao mọi người nói kịp 45 giây, sao mọi người nói kịp nguyên một trang giấy như vậy, sao mà kịp? Hãy cảnh thành những điều đó, mình biết tìm cách mình nói, chứ bạn không phải là nói để chứng minh rằng mình học thuộc, mà nói để thuyết phục người ta ngồi nghe. Tôi cần như thế, cả hội đồng cần như thế mọi người ạ. Rồi, phần 4, chỉ có phần 4, các bạn nhớ là chỉ có phần 4. Có phần 4, hay là có 1 phút ngồi suy nghĩ. Chỉ có phần 4 là có 1 phút ngồi suy nghĩ, ha. 1 phút ngồi suy nghĩ, đấy. Và 2 phút nói. Như vậy, hồi nãy giờ thưa các bạn, hồi nãy giờ phần 1, phần 2, phần 3, không có thời gian ngồi suy nghĩ. Chỉ có phần 4 là có 1 phút ngồi suy nghĩ. Câu hỏi đầu tiên của phần 4 luôn là hỏi về thời gian. Câu hỏi thứ hai của phần 4 luôn là hỏi về cảm xúc. Như vậy, hãy nghe đây. Dù em không hiểu đề, em cũng nói cho mình một mốc thời gian. Dù em không hiểu đề, em cũng nói cho mình một cái cảm xúc. Tự nhiên, em muốn kéo dài ra, thì em nói là khi nào, ở đâu, như thế nào, bao nhiêu bờ la la các kiểu. Câu hỏi số 3 là một câu quan điểm nào đó. Mọi người xem, câu quan điểm hỏi này. Rồi, làm sao để khuyến khích, làm sao để động viên con người ta bảo vệ thiên nhiên. Vậy mình sẽ soạn thử. Nhớ rằng, để trả lời 3 câu phải có dấu hiệu nhận biết của từng câu. First of all, đọc câu đầu tiên ra. Mỗi lớp mình dạy mỗi khác nhé. Lớp cũ mình dạy cụm từ khác. Let's move on the second. Rồi, gì nữa? Regarding the final one. Như vậy, em trả lời từng câu thì em phải có dấu hiệu để cho người ta biết em đang muốn trả lời câu nào. Mình dùng câu nào, right? Rồi bây giờ mình sẽ nói first of all. The time I surrounded, nó dùng bình thường. By nature, okay, mình lên giọng cái trả lời về thời gian. Two days ago, khi nào là kể em? Two days ago, I went walking in the park. It was the evening, and everything around me was very, very relaxing. I went there to walk and look at the tree, the trees around me. Surrounded by nature là ở giữa cái chốn thiên nhiên. Ở giữa chốn thiên nhiên. Ở giữa cái thiên nhiên vào thời điểm nào, khi nào, là cái gì, ở đâu, với ai. Nó càng dài càng tốt. Ủa sao mày cảm thấy nào? Ok. I always feel happy and excited when I surrounded by nature, for example, two days ago, I went to the park. Lấy lại cái tình huống ở cái câu số 1 để nói số. I went to the park. I felt very happy and comfortable after a day at school. Cuối cùng, chúng ta khuyến khích, ta động viên con người ta bảo vệ thiên nhiên như thế nào? Chúng ta làm gì để động viên họ? Ok. I think we should share the benefit of fresh environment to other people. I mean,
we can talk to them. We can talk to them that. We can talk to them that. We can live longer if we protect the nature. And moreover, we should tell them những basic lesson and skill how to protect the natures in their life. Có những cách như sau. Cách nhất là nói cho họ nghe về cái lợi ích của việc bảo vệ môi trường. Họ bảo vệ môi trường thì họ sẽ sống lâu hơn, đúng không? Họ sẽ thoải mái hơn và nó sẽ không nóng như hiện tại nữa. Nếu tất cả mọi người hiện tại đừng uống trà sữa nữa thì môi trường nó sẽ giảm được cái độ nóng. Ví dụ như thế, right? Và lý do thứ hai là gì ạ? Và cái quan điểm thứ hai của tôi đó là cần phải chỉ cho họ những cái bài học cơ bản, những kỹ năng cơ bản để bảo vệ thiên nhiên, để bảo vệ môi trường sống trong cái cuộc sống hàng ngày của họ. Văn nói mà, đây là văn nói. Mình chẳng nói đây là văn viết, đây là văn nói. Em hiểu sao em phản biện như thế? Mọi người thấy là nói 2 phút là thành té kia đi. Thành bố nói 2 phút là. Vậy mình nói ha. Mình nói lại cái kiểu khác cho mọi người xem. First of all, the time I surrounded by nature. Yeah, last week I went for a walk in the park with my girlfriend. And it was about 9 p.m. when we were walking. So everything around us were relaxing. We felt so excited when we walked around and we could enjoy the fresh air. We could look at the views around. Let's move on to second. How I feel if I am surrounded by nature. Yeah, I always feel comfortable. I feel relaxed. For example, when I went to the park for a walk last week, I felt really happy because the fresh air make me more and more comfortable. And regarding the final one, I think there are many ways to encourage the people to protect the environment. Firstly, we can talk to them about the benefit of the green, of the good environment. People can live longer, they can study, they can work every day easily. Besides that, we should tell them some basic lesson, some basic skill, how to protect the environment in their life. Mọi người cứ thế mà làm tới thôi. Nhưng mà mình không biết mình nói cái đề nào cả. Nếu bây giờ mình nói thì cấu âm mình sẽ tự nhiên. Bây giờ mình tập suy nghĩ bằng tiếng Anh để đi thi, nó có kết quả dễ dàng hơn. Đừng chờ đợi, không có một phép màu nào diễn ra cả. Không chờ đợi được. Rồi, đó là đề số 1 tiếp theo của cái đề trong clip. Đề 2 tiếp theo của nhóm đề đã có ha. Tiếp theo của nhóm đề. Được chứ ạ? Đấy, bây giờ mọi người xem. Đó, ngồi tại bàn sân. Rồi. Cả lớp học. Rất nghiêm túc. Đấy, rồi, các bạn nói thử xem. Trong khi mình đi lấy cục sạc máy tính, các bạn ngồi, các bạn nói thử mình xem thử xem. Quay phòng mình. Bạn nào xung phong nói mình cái này áp lực ha.
Đừng áp lực, đừng sợ, trước sau gì mình phải trải nghiệm cái cảm xúc này cả, đúng không? Thi mà, đâu phải là đi chơi đâu. Như thế này dễ. Bạn biết là có một số đề mà clip mình gửi lên ấy, các bạn thấy có một cái số bức hình nó khó chịu cực kỳ, đúng không mọi người ha? Thật sự mình phải nói có một số bức hình nó khó chịu cực kỳ. Rồi bây giờ rồi các bạn cho mình nói ha, các bạn cho mình nói, ok. Rồi mình sẽ nói, không bạn là số phong mình nói. Rồi, ok. Now look at the background. Look at the background. I see there is a classroom, and in the classroom I see the teacher, one teacher, and some student, and some student. The teacher is talking something to his class, and the student, they are sitting quietly, they are listening to the teacher. And behind the teacher, there is a whiteboard, and a projector. And this is a very big classroom, yeah? I think so. Mình cứ nói như thế đúng không? Mình không cần nói hay, không cần look at the background là không. Đâu, tụi tôi đâu có cần các bạn nói như thế. Và tất cả cái bài thi này, thậm chí trong cái phiếu hướng dẫn chấm điểm cũng vậy mọi người. Cái phiếu hướng dẫn chấm điểm nó nói rõ lắm, nó là gì? Yêu cầu tất cả giám khảo lắng nghe và quan tâm đến cách sinh viên truyền tải ý tưởng quan điểm riêng của họ. Và có nghĩa rằng trong cái phiếu hướng dẫn chấm điểm kêu rằng bỏ qua những lỗi sai về phát âm, những lỗi sai về ngữ pháp giáo viên cũng có thể bỏ qua được. Đấy không? Cái quan trọng là cách anh truyền tải. Các bạn thấy một số bác đứng đọc cái báo cáo rất là dễ nghe, nhưng một số bác đọc báo cáo đọc xong mình chẳng hiểu nó cái gì cả. Đúng rồi, rất là nguy hiểm. Các bạn hãy cố gắng này. Rồi bây giờ câu hỏi đầu tiên, quay trở lại cái format đề cũ. Đây là cái kiểu, đây là kiểu đề cũ rồi. Kiểu đề cũ sắp tới, trong thời gian tới thì cái bộ đề nói nó sẽ có thay đổi rất là nhiều. Kiểu đề cũ đó là nghĩa đề cũ đó là câu hỏi đầu tiên. Nghĩa đề cũ là câu hỏi đầu tiên, câu hỏi đầu tiên của phần 2. Câu hỏi đầu tiên của phần 2 là câu hỏi về thời gian. Câu hỏi đầu tiên của phần 2 là câu hỏi về thời gian. Hãy nói về cái lần bạn học cái gì đó trong lớp học là khi nào. Vậy mọi người nhớ rằng như thế này, nếu là câu hỏi về thời gian, em không hiểu đề, em cứ đưa bản thân của em vào tình huống. Đúng bức hình. Là sao ta? Bức hình này là gì? Là một lớp học. Tụi học sinh đang ngồi học, đang ngồi lắng nghe giáo viên. Học sinh rất là nghiêm túc, lớp học rất là rộng. Vậy cái lần mà em ngồi học trong một phòng học rộng, em ngồi nghiêm túc nghe giáo viên giảng bài là khi nào? Hiểu không ạ? Vậy em không hiểu đề, em sẽ làm như thế. Đó, quan trọng, cái đề nào mới là mình đã chỉ cái đề mới rồi. Cái đề nào mới mình nói ngay là đề mới. Đề nào format cũ là như thế. Và mình nói ha. Bây giờ mình nói. Yes, the time I study something in classroom. Yeah, last week. Yesterday, not last week. Yesterday I study English in the classroom. I studied with other 40 classmates. We listened to our teacher talk about English lesson, talk about English grammar tense. We were very serious when we listened to him, and the lesson were very interesting. Rất đơn giản thưa mọi người ha. Ta sẽ nói như thế được chứ mọi người? Rồi tiếp theo. Tiếp theo là gì? How can the teacher make the lesson interesting? Giáo viên làm cho bài học trở nên thú vị như thế nào? Có nhiều cách. Có thể là have students chơi game, play game, đúng không? Rồi sao nữa? Và use những cái gì? Use những cái pictures, đúng không? Hoặc là những cái colorful PowerPoint to attract student. Đấy.
Vậy đây là những ý chính. Mình sẽ nói thử dựa vào hai ý chính em nói thử coi. Yes, I think the teacher can make the lesson become interesting by having students play game. Play game. For example, the student play a mini game to learn the English word, to learn the grammar tense. And beside that, the teacher can use the flashcard, can use the pictures, the colorful pictures, the colorful slide on the PowerPoint to attract students. Các bạn nhớ văn nói mình phải có cái ý tưởng phản xạ thật nhanh để mình nói. Chứ bây giờ mà mình không tập được cái tính đó đi thi nó căng. Đúng các bạn. Rồi phần 3. Mẹ đang dọn dẹp đúng không? Rồi mẹ cỏ bầu trời xanh rồi tụi nhỏ. Cười nói vui vẻ nó có chi tiết hết. Rồi. Phần 3. Hai hình. Lại là có cửa miệng đâu rồi mọi người. Look at the background đúng không ạ? Những cái cửa miệng này các bạn phải nhớ. Look at the background. I see there are two pictures đúng không? Rồi gì? The picture on the left mọi người thấy cái gì mọi người nói ra. Rồi picture on the right mọi người thấy cái gì mọi người nói ra. Được không ạ? Và mình nói nghe. Mình nói này. Look at the background. I see there are two pictures. The picture on the left, I see one, two, three people, a mother and two children. The mother is cleaning the room, and two children are playing game or playing something on the iPad. And the picture on the right, I see there are some children. I cannot count 1, 2, 3, 4. So many children that they're running around. They're playing something. They look so happy and they're smiling. Rất đơn giản. Được nha. Quay lại. Mọi người thấy không? Đang đề cũ. Đề cũ là gì? Benefits. Những lợi ích cho tụi nhỏ. Khi tụi nhỏ dành thời gian theo như trong hai bức hình này. Có nghĩa là sao ta? Tụi nhỏ ngồi chơi iPad ở nhà. Tụi nhỏ ngồi chơi game ở nhà. Có mẹ ở đó luôn. Thì có những lợi ích nào? Tụi nhỏ chạy ra ngoài trời chơi đùa với nhau rất là vui vẻ như thế. Có những lợi ích như thế nào? Vậy, hồi nãy mình nói gì? Nếu họ có chữ benefit thì mình phải trả lời cả hai bức hình. Mình nói lại cả hai bức hình. Và bây giờ mình nói thử các bạn để ý ha. Okay, I think when the children stay home and play the iPad, I mean the picture on the left. Is it very good? Because the children can be taken by their parents. They have no sickness. They have no problem. They have no accident. Is it safe for them? And when the children play outside with other people, I mean the picture on the right. Is it good? Because the children can open their relationship. They can feel happier. They can feel more comfortable after a day at school. Vậy, chơi ở ngoài trời thì mở rộng mối quan hệ, có thêm nhiều bạn bè, trải nghiệm thêm nhiều vấn đề về thời tiết và sẽ cảm thấy nó sao? Nó khỏe khoắn hơn sau một ngày học tập. Hỏi này, mình sẽ trả lời câu này. Rồi, tại sao tụi nhỏ cần dành thời gian bên nhau? Vẫn là câu mặt đầy I have some reason, đúng không? To say why. Nghe thầy nói, quên. Những câu hỏi yes, no. Những câu hỏi yes, no của bài thi là những hỏi bắt buộc phải trả lời tại sao. Cái này quan trọng cho tụi nhỏ để dành thời gian bên nhau không? Có hoặc là không và tại sao? Nó có ngầm chữ tại sao mọi người nhé. Đúng rồi. Rồi mình nói gì? Rồi lý do đầu tiên ha. The first reason is that, đúng không? Children can have more friends. They go out and play with others, with others. They can find it easy.
easy to open their relationship. Okay? The second reason is that children can feel funnier and happier after hours at school. I mean the children can play play game together. Okay, mình nói thế thôi, rất là đơn giản. Tôi có một vài lý do để nói rằng là tại sao tụi nhỏ cần phải chơi đùa với nhau. Lý do đầu tiên là tụi nhỏ nó có thể có thêm nhiều người bạn. Ý em đó là tụi nhỏ đi ra ngoài này, nó chơi đùa cùng nhau này, chúng dễ dàng là kết bạn, dễ dàng nó mở rộng mối quan hệ. Lý do thứ hai là gì? Tụi nhỏ có thể vui hơn, rồi hạnh phúc hơn sau những giờ học căng thẳng ở trường. Đúng rồi. Đấy, tụi nhỏ, bởi vì tụi nhỏ có thể chơi game cùng với nhau được, chứ ở nhà chơi mình chán lắm. Ý là như thế, right? Nhưng mà cái quan điểm mỗi người mỗi khác, mình chưa bao giờ và mãi mãi không bao giờ bắt buộc các bạn phải thuộc đáp án này cả. Các bạn thấy mình đâu soạn đáp án, có một số cái nội dung mình đâu soạn đâu. Mình chỉ soạn những câu nào về quan điểm để chỉ cho mọi người cách nói, để nói cho mọi người rằng nói dạng này nè, nói kiểu này nè, đúng mọi người ạ. Rồi phần 4 là 3 câu. Mọi người thấy phần 4 câu đầu tiên vẫn là câu gì? Nói mình nghe. Câu đầu tiên của phần 4 vẫn là câu hỏi về thời gian. Câu hỏi sai của phần 4 là câu gì? Nói mình nghe. Là câu hỏi về cảm xúc thôi mọi người. Câu số 3 là một câu quan điểm nào đó. Vậy mình cùng phân tích 3 câu này thử xem. Câu đầu tiên là gì? Hãy kể về cái lần bạn đối mặt với một thử thách là khi nào. Câu số 2 là bạn cảm thấy thế nào trước và sau cái thử thách. Câu số 3 là con người ta đối mặt với những thử thách trong cuộc sống của họ, họ sẽ có những cái lợi ích nào, sẽ có những lợi ích nào đưa đến cho họ. Vậy bắt đầu mình soạn hòm hòm cho mọi người ha. Đáng lẽ những câu đầu tiên dễ mình không soạn, nhưng mà thôi, mình sẽ soạn luôn. First of all, I face a challenge. Last year, I had a visit to China with my girlfriend, right? However, we did not understand Chinese well. So we could not book a hotel, order food. We must come back home in only 2 days. Okay, đó. Thử thách đó là không nói không đó được. Okay, phải challenge mà. Rồi. Let's move on the second. I always feel worried and unhappy because I cannot do well. However, after the challenge, I think I can feel happier and prouder of myself because I can win myself in a very challenging way. Yeah. And regarding the final one, câu hỏi cuối cùng nó hỏi gì ta? Đó là có những lợi ích nào khi con người ta đối mặt với những thử thách? I think people can learn more useful skills and lessons when they face the challenge. In life. After the challenge, they can do everything more effectively. And besides that,
beside that, the challenge can prove themselves in a difficult situation. They can have their own way to overcome own problem, right? Đấy, mình cứ nói như thế. Văn nói, đây là văn nói chứ không phải là văn viết. Đây là văn nói chứ không phải văn viết. Mình đi tìm cách mình nói, mình đi tìm cách mình truyền tải ý tưởng của mình. Văn viết nó khác mọi người ạ. Văn viết nó khác mọi người ạ. Ha, văn viết nó khác mọi người nha. Đấy, các bạn thấy như thế này đó, đúng chưa? Như vậy, mọi người nhớ như thế này. Bạn mình sẽ mở cái link demo thì nói lên cho các bạn. Các bạn cũ rồi đã biết rồi, bạn mới thì link ở đây. Giờ phút này là tan nát luôn rồi đó. Hiểu không được, không ra hồn nữa thì chắc. Mình có một nhóm sinh viên mà thi ngày 14 là ngày Chủ nhật vừa rồi. Sáng, trưa, chiều, tối ngày 14. Nó trung bình như 270 người. Từ sáng đến tối mà 270 người nguyên ngày Chủ nhật. Hiện tại bây giờ là điểm trắc nghiệm nó đã có rồi. Các bạn, mà kỹ năng đọc với kỹ năng nghe là kỹ năng càng ngày càng khó. Các bạn biết rằng là sinh viên của mình hiện tại bây giờ nha. Hiện tại bây giờ là điểm khá thấp đối với hai kỹ năng đó. Mình không hiểu sinh viên ngày học kiểu gì hết. Trong khi ông thầy dặn rất là kỹ càng. À, đây là cái link thi thử nói. Các bạn bấm vào chữ Start Assessment. Đúng không? Nó có 12 phút. Mỗi bạn nói 12 phút các bạn. Mỗi bạn nói 12 phút đúng không? Phần 1. Part 1. Nó đọc hướng dẫn đấy. In this part, I'm going to ask you 3 short questions about yourself and your interests. You will have 30 seconds to reply to each question. Begin speaking when you hear this sound. Nó nói là mình nghe tín hiệu beep mình mới được nói. Bắt đầu nó hiển thị câu hỏi này. Please tell me about your family. Nói về gia đình của bạn. Nó beep cái nó chạy dây nè. Yes, there are 4 people in my family. My father, my mother, younger sister and me. Yeah, we love each other. We often spend time going shopping, watching film and cooking together. Nếu tôi hết ý rồi, xin vui lòng bấm finish recording nghe. Hết ý rồi bấm nghe. Không được để giám khảo ngồi chờ nghe. Rồi, nói chuyện qua câu 2. Các bạn nó đang đi thi buổi tối. Một số bạn đang thi buổi tối cho nên cái link nó sẽ chậm. Tối hôm nay hình như có 20 mấy người. What do you like doing in your free time? À, bạn làm gì trong cái thời gian rỗi của bạn? Yeah, in my free time, I like to go shopping. And sometimes I surf web. I like to listen to the VOA to learn English, and I like to go shopping. Go shopping for fun. I don't buy anything. However, I like the crowd. Hết ý rồi. Bấm finish recording. Bấm OK. Bạn hỏi số 3. Nó chuyển liền rồi. What's the weather like today? À, thời tiết hôm nay như thế nào? Nó beep là nói lên chạy dây nói lên. Yeah, today is very hot. Maybe it's the hottest day in the year with the degree of 40 degrees Celsius. And I don't like the weather today because I cannot do the exam well and I feel very tired and exhausted. Hết ý rồi. Bấm finish recording. OK, why? Nó qua gì? Bây giờ nó sẽ qua phần 2. Mọi người ha, bây giờ nó sẽ qua phần 2, đúng không? Qua phần 2 cho mọi người. Nó có một bức hình và hai câu liên quan. Do các bạn mình đang thi trên cái server nó sẽ đang chậm. Part 2. In this part, I'm going to ask you to describe a picture. Then I will ask you 2 questions about it. You will have 45 seconds for each response. Begin speaking when you hear this sound. À, như vậy mọi người thấy bức hình này. Describe this picture. Mô tả đi đó, nó biết cái này các bạn thấy không? Rồi bắt đầu mình nói là. Này, just look at the background. I see that two people.
A woman and a child. Maybe this is mother. This is mother and her daughter. They are in the museum, yeah? And they are looking something. And in the glass cupboard, I see cục đá and vỏ sò. I don't know cục đá and vỏ sò. In English, how to say? Mọi người thấy mình chơi khiêu không? Ví dụ như cục đá là stone, vỏ sò là cái gì đó mình không biết luôn. Mình nói cục đá and vỏ sò, right? Yeah, mình cứ nói tự nhiên, tự tin vào. Bấm finish recording qua, nó đổi câu liền. Thấy chưa? Nhiều bạn, nó không được, chán lắm. Yeah. Nó đang lỗi server rồi, bài thi nó đang diễn ra các bạn. Bài thi nó đang diễn ra, cho nên nó hơi bị nó hơi bị khó ha, hơi bị khó. Rồi. Cái server nó đang lỗi. Rồi. Như vậy, mình nói qua để mọi người hiểu rằng là cái bài thi nói, trình tự của bài thi nói nó sẽ như thế.